Đây là một chiếc xe WPLD-12 bị lỗi kênh ga. Xe vô lái vẫn hoạt động có nghĩa là mạch vẫn nhận tín hiệu từ tay điều khiển. Nhưng khi bóp cò ga thì động cơ không hoạt động. Vì vậy mình sẽ tháo xe để kiểm tra bên trong xem thế nào. Có thể là bị tuột hoặc đứt dây nguồn cấp cho động cơ. Cũng có thể là động cơ bị hỏng hoặc hết chổi than. Hoặc là do con IC điều khiển động cơ trên mạch bị lỗi. Đúng như những gì mình dự đoán, con IC điều khiển động cơ bị vỡ do xe va chạm mạnh quá nhiều lần. Giải pháp tiết kiệm là thay con IC bị hỏng này. Tuy nhiên việc thay thế nó cũng không đơn giản nên anh em có thể thay cả bảng mạch mới nếu ngại khó. Đây là thành quả của mình sau khi thay xong. Mặc dù không đẹp như mới nhưng đỡ tốn tiền là được phải không anh em? Bây giờ mình sẽ lắp thử vào xem nó hoạt động thế nào nhé. Từng bước cắm lại các dây cắm như ban đầu thôi nào. Đầu tiên là dây nguồn, tiếp theo là công tắc. Kế đến là động cơ. Và cuối cùng là servo. Xong rồi, bây giờ mình sẽ thử xem các chức năng có hoạt động tốt hay không. Đầu tiên phải bẻ lái để mạch và tay điều khiển hoàn toàn kết nối. Servo lái đã hoạt động tốt rồi. Hay quá, kênh ga cũng đã hoạt động tốt rồi kìa. Vậy là mình đã tiết kiệm được hơn 100.000. Anh em mà ngại sửa thì mua mạch mới ở kho đồ chơi nhé.